everybody. Estamos gozosos de estar en este lugar. We are very joyful to be in this place. Và chúng ta rất là vui để có mặt ở trong ngày hôm nay. Acompañándolos y con el deseo de que todos sean bendecidos por la presencia de Dios. We accompany you and we have the desire to worship and praise. Và chúng tôi rất là vui được ở cùng với quý vị và có cái tấm lòng để ngợi khen và thờ phượng Chúa với quý vị. Quisiéramos tomar un tiempo para meditar en la palabra del Señor, que es lo más importante en todas nuestras reuniones. Do you want to take the time to listen and hear the scriptures? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lời của Chúa trong buổi tối hôm nay. Por eso, ahí mientras usted disfruta los alimentos con sus amigos, hermanos, familiares, quiero pedirle un momento de atención para que podamos atender a lo que Dios nos quiere decir. And while you're enjoying your food and also with your friends, we want to take a moment of your time to read the scriptures. Và trong khi mà chúng ta tận hưởng những thức ăn thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau thưởng thức lời của Chúa nữa. Sabemos que este día es muy especial en los Estados Unidos. We know that this day is a very important day here in the United States. Và chúng ta biết rằng ở tại Mỹ đây ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Porque es una fiesta tradicional de los hermanos peregrinos que llegaron a este lugar de América. And this is a traditional celebration recognizing the pilgrims that came to the States. Và đây cũng là ngày mà những người hành hương cũng đã cùng nhau tổ chức. Todos conocemos ya la historia de cómo es que empezó esta celebración con solo el propósito de darle gracias a Dios. And we all know the history, the beginning of this country, the desire to give glory to God. Và chúng ta cũng biết rằng lịch sử bắt đầu của chúng ta ở tại đất nước Mỹ này và cái điều mà ao ước ở trong lòng của tổ tiên của chúng ta đó là ngợi khen Chúa và thờ phượng Ngài. A veces se nos olvida de darle gracias a Dios. And sometimes we forget to give thanks to God. Nhưng mà đôi lúc chúng ta lại quên đi để chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời của chúng ta. Muchas veces nos acordamos de Dios solamente cuando tenemos momentos difíciles. And sometimes you only remember God during hardships. Đôi lúc chúng ta chỉ nhớ đến Đức Chúa Trời trong những thời điểm khó khăn mà thôi. Pero nosotros tenemos que acordarnos de Dios todos los días. But we need to remember God every day. Nhưng mà chúng ta cần phải nhớ đến Chúa trong mỗi một ngày của chúng ta. Por ejemplo, este día muchos no pudieron abrir sus ojos porque fue el último día de sus vidas. For example, not many people were able to open their eyes because it was their last day. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người họ không thể nào mở mắt ra được bởi vì đó là ngày cuối cùng của họ, nhưng mà chúng ta vẫn mở mắt ra được để sống. Porque no mueren los que están enfermos. Because the ones that are sick aren't the only ones that die. Và những người bệnh tật là những người thường sẽ hay qua đời. Mueren los que Dios ya determinó que van a morir. The ones that die are the ones that the Lord had already planned. Và tất cả những điều đó ở trong hoạch định của Chúa dành cho những người được ở trong này. Por eso cada vez que abrimos nuestros ojos tenemos que darle gracias a Dios por un nuevo día. That's why when we open our eyes we have to give thanks to the Lord for this new day. Cho nên nếu chúng ta còn mở mắt được mỗi ngày thì chúng ta hãy cảm tạ Chúa trong một ngày mới mà Ngài đã ban cho chúng ta. Y decirle, Señor, ayúdame en este día que yo lo pueda vivir y disfrutar y ayúdame en los problemas que vayan a suceder en el día. And to say, Lord, help me enjoy this day and also go through any situations, hardships, help me deal with them. Và chúng ta hãy cầu nguyện cùng với Chúa ơi, xin Ngài giúp đỡ cho con trong mỗi một ngày và những hoàn cảnh con đang trải qua để chúng con có thể hưởng thụ được mỗi ngày. Porque la palabra de Dios dice que cada día tiene su propio afán. Because the scriptures teach that every day has their own dealings. Và lời Kinh Thánh cho chúng ta biết là mỗi ngày đều có những cái sự khó khăn của nó. Por eso es que hay una razón importante de esta celebración tradicional de este país. That's why there's something very important about the celebration traditionally. Và vì vậy cái kỳ lễ tạ ơn là một cái kỳ lễ để chúng ta tưởng nhớ cũng là rất là đặc biệt. Pero
La palabra del Señor nos invita a que no nos acordemos del Señor solo los días de dar gracias. And the word teaches us not only to give thanks on the holidays. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng ta không chỉ cảm tạ Chúa ở trong những ngày nghỉ mà thôi, ngày lễ mà thôi. Nuestro Dios le encanta que sus hijos le reconozcan como lo que Él es, el único Dios creador de todas las cosas. Our God enjoys when His children recognize Him as the great creator of everything. Đức Chúa Trời cũng rất là vui mừng khi tất cả con cái của Ngài đều nhận biết Ngài là đấng sáng tạo. El dador de la vida. The giver of life. Là đấng đã ban chúng ta sự sống. El dador de todas las cosas que nosotros tenemos, necesitamos. Él es el único que lo provee. The giver of everything that we have and that we need, He is the provider. Đức Chúa Trời cũng là đấng đã ban cho chúng ta tất cả mọi điều và những nhu cầu mà chúng ta cần đó, Ngài cũng đã ban cho chúng ta. Tenemos que darle gracias a Dios por el regalo más grande que Dios Padre nos ha dado a nosotros los humanos, que se llama Jesucristo. We have to give thanks to God for giving us the greatest gift that He's ever given us, His Son, Jesus Christ. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đã ban chúng ta đó là con một cái món quà lớn nhất đó là ban chúng ta có Chúa Giêsu, Ngài đã đến với chúng ta. Por eso me llama la atención en esta epístola del apóstol Pablo de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18, solo un versículo, pero dice mucho. And this scripture has called my attention, it is 1 Thessalonians chapter 5. Và cái câu kinh thánh này cũng nhắc nhở cho chính đời sống của chúng ta được lời Chúa được chép ở trong Thessalonica nhất đoạn 5. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Solo un versículo. Just one verse. Chỉ còn một câu mà thôi, chúng ta sẽ đọc một câu mà thôi. No le voy a pedir que se memorice tanto versículo, solo uno. I'm not asking to memorize so many scriptures, just one. Que se acuerde. Tôi chỉ cần quý vị nhớ cái câu kinh thánh này mà thôi, không cần phải nhớ nhiều cả. That you can remember. Và nhớ cái câu kinh thánh này. Ese versículo dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. And his word says, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Ở trong câu số 18 nói rằng phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với chúng ta là như vậy. A veces no entendemos por qué suceden las situaciones que estamos viviendo. Sometimes we don't understand the situations that happen in our lives. Đôi lúc chúng ta không hiểu được những hoàn cảnh đang xảy ra trên cuộc đời của chúng ta. Pero la misma palabra de Dios nos da la respuesta. But the word of God gives us the answer. Nhưng mà lời của Chúa đưa ra chúng ta những cái câu trả lời. A veces decimos, pero ¿por qué a mí? And sometimes we ask, why me? Và đôi lúc chúng ta tự hỏi rằng tại sao điều này đang xảy ra đối với tôi? Yo siempre he sido una persona correcta, siempre he hecho el bien y he ayudado a todos. ¿Por qué a mí? And we say that we are very good people, that we help others. Why me? Có lẽ chúng ta nói rằng tôi là người rất là tốt, tôi lúc nào cũng giúp đỡ những người khác như vậy, nhưng mà tại sao điều này lại xảy đến với tôi? Y ese por qué a mí es una inconformidad interna que tenemos. And that question that we ask ourselves is a discomfort in within. Và những cái câu hỏi mà chúng ta đang hỏi đó nó làm chúng ta cảm thấy rất là khó chịu về những điều đang xảy ra. Y eso nos hace sentirnos solos, abandonados, tristes, estresados y enfermos. And that is what makes us feel lonely, abandoned, stressed, and sick. Mà những câu hỏi đó đôi lúc làm chúng ta cảm thấy cô đơn, chúng ta cảm thấy chúng ta bị ruồng bỏ và làm chúng ta cũng trở nên bệnh độc nhiều hơn nữa. Pero la misma palabra del Señor nos dice. But the word of God tells us. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta rằng. ¿Qué nos dice, pastor? What does it say, pastor? Có lẽ quý vị đã hỏi, ô mục sư ơi, ông muốn nói điều gì đây? La palabra del Señor dice, para los que aman al Señor. And the word of God says, for those that love God.
Và lời của Chúa phán với chúng ta rằng bất cứ ai yêu mến Chúa, todas las cosas le ayudan para bien. Everything helps for good. Mọi điều xảy ra là tốt lành cho những ai, cho những con cái, cho những ai yêu mến Chúa Trời. Pareciera que tu situación que estás viviendo en este momento no se ve el bien. And maybe the situation you are confronting, you might not see the good. Có lẽ trong những hoàn cảnh mà quý vị đang đối diện đó, có lẽ quý vị vẫn chưa thấy được những cái điều tốt đang xảy ra là như thế nào. Pero cómo hago yo para ver que mi situación en la que estoy viviendo ayuda para bien? But how can I see my situation helping me in the good? Nhưng làm thế nào để tôi có thể thấy được cái hoàn cảnh mà nó có thể giúp tôi được trở nên tốt hơn, hay là có nhiều điều tốt sẽ đến với tôi hơn? Le voy a dar la clave. La clave está en darle gracias a Dios en todo y por todo. And I will give you the key. It's to give thanks to God for everything and because of everything. Và cái bí quyết mà quý vị cần phải thực hiện đó là ở trong tất cả mọi sự chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Y Dios ve nuestra condición. And the Lord sees our condition. Bởi vì Chúa là thấy được tất cả những hoàn cảnh chúng ta đang xảy ra. Dios escucha nuestro hablar. The Lord hears our words. Ngài nghe được tất cả những lời mà chúng ta đang nói. Él ve nuestro actuar. He sees our attitude. Ngài thấy được những cái thái độ của chúng ta là xảy ra như thế nào. Quiero compartirle aparte de este pasaje una historia real en los tiempos de nuestro amado Señor Jesucristo. I want to share with you this story through Jesus Christ. Và tôi muốn chia sẻ cái câu chuyện này cho quý vị. Escuche bien que a Dios le agrada que sus hijos le den gracias. And we will see that God is pleased with his children when they recognize him and give him thanks. Và chúng ta nhận biết rằng đó là Chúa ngài rất là đẹp lòng khi tất cả con cái của Chúa nhận biết ngài. Que sus hijos sean agradecidos. That his children can be thankful. Là những đứa con mà lúc nào cũng cảm tạ Chúa, có lòng cảm tạ. Agradecidos con los padres. Agradecidos con los hijos, agradecidos con los patrones, agradecidos con los amigos, agradecidos con los vecinos, agradecidos, agradecidos, agradecidos con todas las personas que están alrededor de nosotros. To be thankful for our parents, to be thankful for our kids, to be thankful for our bosses, to be thankful for our friends, to be thankful, to be thankful. To be thankful for everything. Chúng ta cần phải cảm tạ Chúa trong tất cả mọi sự, cảm tạ Chúa cho cha mẹ của chúng ta, cảm tạ Chúa cho con cái chúng ta, cảm tạ Chúa cho những người sếp của chúng ta và những người bên cạnh chúng ta nữa. Cuando usted es una persona agradecida, expresiva y a Dios le agrada esa actitud de usted, Dios va a dar gozo, paz y alegría, y siempre usted va a estar con una sonrisa y con una palabra positiva para ayudar a otros. And when you express being thankful, the Lord will bless you with joy and peace. Và khi mà chúng ta bày tỏ tấm lòng tạ ơn của chúng ta cảm tạ Chúa thì chính Đức Chúa Trời ngài sẽ ban chúng ta sự vui mừng và sự bình an. En los tiempos que nuestro amado Señor Jesucristo caminaba por estas ciudades en Israel. And the days that when Jesus was here on this earth. Và khi Chúa Giêsu còn tại thế, khi còn ở tại thế gian này. En esos tiempos existía una enfermedad aniquilante y contagiante. During those times existed a sickness that was very common. Và lúc bây giờ thì cũng có những cái sự bệnh đặc xảy ra cũng giống như ngày hôm nay, rất là thông thường. Conocida como lepra. And it is called leprosy. Và có một cái bệnh đó gọi là bệnh phung hủi. Redacta las escrituras que el Señor venía y desde lejos escuchó unas voces que le gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. And according to the scriptures, Jesus heard voices calling out to him, Jesus, son of David, have mercy on me. Và cái người bệnh hủi đó cũng đã kêu cầu và họ nói rằng ông đã kêu rằng đó là Chúa Giêsu con của vua David, xin ngài hãy thương xót con. Eran 10 personas que estaban infectados de la lepra. It was 10 people that were infected with leprosy. Và câu chuyện này cho chúng ta biết rằng có 10 đến 10 người bị bệnh phong hủi. En ese entonces la lepra era una sentencia de muerte.
And in those days, leprosy was a sentence of death. Và chúng ta biết rằng trong thời kỳ đó thì người nào bị bệnh phong, bệnh bình hủi thì cũng giống như là người đó đang chết vậy. Pero esas 10 personas no querían morir. And those 10 people didn't want to die. Và dĩ nhiên 10 người bị phong hủi này không muốn chết. Escucharon que Jesucristo era la vida. And they heard Jesus is life. Nhưng mà khi mà họ nghe về cái cuộc đời của Chúa Giêsu và những công việc mà Chúa Giêsu ngài đã làm. Que Jesucristo es la verdad. That Jesus is the truth. Họ nghe rằng Chúa Giêsu ngài là lẽ thật. Y cuando lo vieron de lejos vieron la esperanza de vivir. And when they saw him from afar, they had the hope of living. Ngài là chân lý và khi mà họ thấy ngài thì ngay lập tức họ có một sự hy vọng. Y los diez clamaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. And the 10 lepers exclaimed: Jesus, son of David, have mercy on me. Và ngay lập tức cả 10 người phong hủi này đã kêu cầu với Chúa Giêsu: ơi, con vua David, xin ngài hãy thương xót tôi. El Señor les dice: vayan y preséntense al sumo sacerdote. And the Lord told them, go and present yourselves to the high priest. Và sau đó thì chính Chúa Giêsu phán rằng đó là các con hãy đi và hãy trình trước các thầy tế lễ. Note bien, eran 10 Notice that leprosos. Notice that there were 10 lepers. Chúng ta hãy nhớ rằng có đến 10 người bị phong hủi. Todos no querían morir, querían vivir. And all of them did not want to die, they all wanted to live. Chẳng có ai trong vòng họ muốn chết cả, tất cả đều muốn sống. Los 10 obedecieron y fueron a ver al sacerdote. And the 10 obeyed and they presented themselves to the high priest. Và 10 người bị phong hủi đó đã vâng lời Chúa và đi đến gặp thầy tế lễ. ¿Por qué tenían que ir a ver al sacerdote? And why did they need to see the high priest? Tại sao họ phải đi đến gặp thầy tế lễ? Porque era el único que podía declarar que estaban sanos y sin contagio de esa enfermedad. Because they were the only ones with authority to declare that they were uncontagious. Bởi vì thầy tế lễ là người duy nhất có thẩm quyền để có thể phán với họ rằng họ là người được sạch hay không. La palabra poderosa de Cristo Jesús y la obediencia de los 10 leprosos efectuó la sanidad en los 10 leprosos. And the power of the word of Jesus and the obedience of the 10 lepers is the result of their healing. Và sự vâng lời của những người 10 người phong người người 10 người bị phong hủi này đã vâng theo lời của Chúa để đi đến thầy trình thầy tế lễ thì đem đến sự chữa lành. Escuche esto detenidamente porque aquí está el mensaje. And listen very closely because this is the message. Chúng ta cần phải nghe rất là kỹ bởi vì đây là cái sứ điệp đặc biệt cho chúng ta. Dice la Biblia que los 10 quedaron limpios de lepra. And the word says that the ten lepers became clean. Và 10 người phong hủi đó khi đến trình lên thầy tế lễ thì họ được sạch cả, họ được sự chữa lành. Pero dentro de los 10 había solamente una persona agradecida con Dios. But within the 10 there was only one that was thankful. Nhưng mà trong vòng 10 người đó chỉ có một người trở lại để cảm tạ Chúa. Es una tristeza que el ser humano siempre se olvida de darle gracias a Dios por la vida. And it is very sad that humankind forgets to give thanks to God. Porque esos 9 representa la humanidad que no sabe agradecer a Dios. Because those 9 lepers represent the ones that the world represents. Đôi lúc, cái điều đó cũng rất là đáng buồn bởi vì chính người mà không quên Chúa đó cũng thể hiện cho những người trong thế gian này chúng ta rất là dễ quên Ngài và không cảm tạ Ngài. ¿Por qué le digo que aquí está el centro del mensaje? And why do I say this is the center of the message? Và lý do tại sao tôi nói đây là trọng điểm của cái sứ điệp? Porque uno de los 10 regresó a darle gracias a nuestro amado Señor Jesucristo. Because one of the 10 lepers returned to give thanks to our beloved Lord and Savior Jesus Christ. Bởi vì một trong 10 người đó họ đã trở về đã cảm tạ Chúa Giêsu. Ahora nos damos cuenta a través de ese pasaje. And now we notice through that passage. Và ở trong cái phong đoạn này chúng ta nhận biết rằng que Dios ve cómo te mueves, cómo hablas, cómo actúas, y si tienes un corazón agradecido. That the Lord sees our actions and if we are thankful. Đó, chúng ta biết rằng Chúa đang nhìn thấy những cái hành động của chúng ta. Lo primero que le preguntó nuestro amado Señor Jesucristo al agradecido ex leproso fue
¿Que no fueron 10 los que fueron sanados? And this is what Jesus responded to the ex-leper. Weren't there not other 9 that were also healed? Và chính Chúa Giêsu ngài đã đáp rằng ngài đã phán cùng với cái người trở lại rằng đó không phải chỉ có 10 người được trở lại hay sao? Tại sao chỉ có một mình con trở lại? O sea, lo legal, lo natural, lo normal era que los 10 tenían que regresar a darle gracias a Cristo Jesús por haber sido salvados de la muerte física. And what would have been right is the other men that were healed should have came and gave thanks to Jesus. Còn 9 người kia cũng đã được nhận sự chữa lành, nhưng mà tại sao không trở lại để cảm tạ Chúa? Pero solo uno regresó a dar gracias. But only one returned to give thanks. Nhưng mà chỉ có một người đã trở lại để cảm tạ Chúa mà thôi. Él no era salvo, solo había sido sano del cuerpo físico. And he wasn't saved, he was only healed from his body. Những người đó chỉ được nhận sự chữa lành nhưng mà họ vẫn chưa được cứu. Pero el hecho de regresar a darle gracias por la sanidad física que nuestro amado Señor Jesucristo había efectuado en él, recibió la salvación en ese momento. And because of act of thankfulness of him returning to say thank you because you healed me, he received salvation. Và bởi vì cái hành động của ông được trở lại đã cảm tạ Chúa, và chính hành động đó đã đem ông đến sự cứu rỗi của Ngài. La salvación es algo que también nosotros como seres humanos no hemos agradecido a Dios, porque esa salvación viene a través de nuestro amado Señor Jesucristo. And salvation is something we haven't given thanks because it only comes through Jesus Christ. Và sự cứu rỗi của Chúa là điều mà chúng ta cần phải cảm tạ Ngài, bởi vì đó sự cứu rỗi đó chỉ đến từ Chúa Giêsu mà thôi. Por eso, más que una celebración en esta preciosa noche, hay que agradecerle a nuestro Dios no solo por la vida física que tenemos, sino por la salvación que viene a través de Cristo Jesús. And that's why more than just a celebration, we should give thanks to Jesus not only for the life, but for the salvation that he gives through Jesus Christ. Chúng ta không chỉ tổ chức những cái buổi lễ và ăn mừng mà thôi, nhưng mà chúng ta hãy cảm tạ Chúa cho sự sống và cho sự cứu rỗi mà chính Chúa Ngài đã ban cho mỗi đời sống của chúng ta. Mucha gente ha recibido beneficios de parte de nuestro Dios. And many people have received benefits from God. Mà nhiều người trong lòng chúng ta cũng nhận nhiều được những cái ân huệ từ nơi Chúa. Todos los días recibimos misericordia de nuestro Dios. And every day we receive mercy from our God. Mỗi ngày chúng ta đều nhận được sự thương xót của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Dice la Biblia que él hace brillar su sol sobre buenos y malos. And this word says that he shines his light upon good and bad people. Ngài cũng chiếu sự sáng của Ngài trên cả người tốt và cả người xấu. Cuando se refiere a buenos son los agradecidos. And when we refer to good people, we're thinking of thankful people. Nếu chúng ta nói đến những người tốt, đó là ta nói đến người có lòng cảm tạ. Y los malos son los que nunca se acuerdan de Dios, sino hasta que ya llegó el momento de acercarse a Dios. And the evil people are the ones that don't remember God till the end. Và những người ác là những người mà dĩ nhiên là không cảm tạ Chúa cho đến giây phút cuối cùng. Pero Dios los ama a todos, nos ama a todos. But the Lord our God loves everybody the same. Do vậy Chúa của chúng ta vẫn yêu mỗi đời sống chúng ta, mỗi người Chúa yêu đều giống như nhau. Si me está escuchando, dile al Señor en este momento, gracias por amarme tal como soy. And if you can hear me, tell the Lord, thank you, Lord, for loving me just as I am. Và ngày hôm nay nếu quý vị đã nghe những lời này thì hãy nói rằng cảm ơn Chúa ơi, Ngài đã yêu con mặc dù con là như thế nào đi chăng nữa. Porque es el único que está contigo cuando duermes. Because he is the only one who is with you when you sleep. Bởi vì chính Ngài là đấng duy nhất ở cùng với chúng ta dù chúng ta đang ngủ hay là chúng ta đang thức. Es el único que se va a quedar contigo después que tus familiares se vayan a casa. And he's the only one who's going to stay with you when your family leaves you. Ngài là đấng duy nhất sẽ ở cùng với chúng ta mặc dù những người khác hay là gia đình chúng ta rời bỏ chúng ta đi. Él es el único que va a estar ahí en tu dolor, donde quiera que estés. And he is the only one who is going to be with you during pain. Ngài là đấng duy nhất luôn ở cùng với chúng ta dù chúng ta đang ở trong những sự đau đớn. Por eso hay que ser agradecidos y agradecidas
Porque Él es el fiel amigo que nunca nos va a dejar solos. That's why we should give Him thanks, because He is our faithful friend. Vì vậy chúng ta cần phải cảm tạ Ngài, bởi vì Ngài là người bạn chân thật của chúng ta và trung thành tín với chúng ta. Quizás te has sentido solo en estos tiempos y en estas fiestas. Se mueve un espíritu de soledad y nostalgia en el ser humano. And maybe during these moments you have felt loneliness. Có lẽ ngay tại thì giờ phút này quý vị vẫn đang cảm nhận rất là cô đơn. Porque las familias se reúnen, pero hay muchas personas que están sin familiares y ahí los invade la soledad. Pero te voy a decir, nunca jamás has estado solo y estarás solo o sola, sino que hay un Dios que siempre ha estado contigo. Solo es tiempo de reconocerlo. And maybe you see families gather with certain members and some don't have families to gather, but the Lord is saying that you are not alone, that God is always with you. Có lẽ quý vị đang ngồi đây mà không có thành viên gia đình của mình, và quý vị đang thấy những người khác đang có gia đình của người họ đang ở chung với họ. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Ngài nói rằng quý vị không cô đơn đâu, bởi vì Chúa Ngài đang ở cùng quý vị. Quisiera ir concluyendo con este mensaje. And I would like to conclude with this message. Và tôi muốn kết thúc với những lời như thế này. Pero todos los que me pudieron escuchar, aunque sea un poquito. And those of us who were able to listen to me just a little. Và những ai đang lắng nghe những cái sứ điệp này. En resumen, no nos acordemos de Dios solamente en estos días. Let's not only remember the Lord during these days. Chúng ta không chỉ nhớ Chúa ở trong cái ngày lễ mà thôi. Acordémonos del Señor porque son nuevas sus misericordias. Let's acknowledge the Lord because His mercies are new. Cada mañana, dice su palabra. Every morning. Và chúng ta nhận biết Chúa mỗi ngày bởi vì sự thương xót của Ngài là mới trên mỗi đời sống của chúng ta mỗi ngày. Y grande es su fidelidad por las noches, dice su palabra. And great is His faithfulness. Và sự thành tín của Ngài thật là lớn lắm cho mỗi đời sống của chúng ta. Aprendamos a darle gracias a Él. Let's learn to give Him thanks. Và chúng ta hãy cảm tạ Chúa, cảm tạ Ngài, tạ ơn. Si tú no le conoces, si tú no has tenido una relación con Él, hoy lo puedes hacer. Ahí en tu lugar, solo puedes invitar a Cristo Jesús que sea el Señor de tu vida. And if you don't know Him and you haven't received Him, tonight you can. Có lẽ quý vị vẫn chưa biết Chúa Giêsu Ngài là ai, và ngày hôm nay quý vị có thể tiếp nhận Ngài. Para que aprendas a conversar con Él en las noches cuando no hay nadie. That way you can learn to speak to Him. Según tú no hay nadie, pero Él está ahí. And maybe you think that no one is around you, but He is there. Có lẽ quý vị cảm nhận rằng không có ai ở tại nơi đây, nhưng mà Ngài vẫn đang ở cùng với chúng ta. Por eso hagamos esta oración, invitémoslo a Él a que Él entre a tomar control de nuestro corazón. And let's pray, inviting the Lord to enter our hearts. Và chúng ta hãy cầu nguyện và tiếp nhận, xin mời Chúa Ngài bước vào trong cuộc đời của chúng ta. Para que podamos ser personas agradecidas. That way we can be thankful people. Và chúng ta được trở nên là những người có lòng tạ ơn. Al invitar a Jesucristo y ser Señor de tu vida, tú vas a cambiar. And when you invite Jesus and He becomes the Lord of your life will change. Và khi quý vị tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm chủ trên cuộc đời của quý vị, thì cuộc đời của quý vị sẽ có sự thay đổi rất lớn. Vas a ver la vida de otra manera. And you will see life from a different perspective. Và quý vị sẽ bắt đầu nhận thấy được sự sáng và sự sống của Ngài. Vas a bendecir y agradecer a todos tus amigos. And you will bless all your friends and family. Và quý vị sẽ trở nên là nguồn phước để chúc phước cho những người bạn và những người gia đình của chúng ta. Tu rostro va a emanar, va a reflejar el agradecimiento de Dios. And your face will reflect the gratitude that you have for God. Và khuôn mặt của chúng ta sẽ bắt đầu sẽ biểu lộ được cái tấm lòng tạ ơn của chúng ta đối với Chúa. Porque de tu corazón va a salir la tristeza, el estrés, el cansancio, la angustia, la soledad, toda esa miseria. And from your hearts, sadness, loneliness, stress will run away.
và ở trong tấm lòng của chúng ta tất cả những sự buồn rầu, tất cả những sự buồn thảm đó bắt đầu sẽ rời khỏi chúng ta. En este momento el Señor está tocando en tu corazón y te dice, hijo, hija, déjame entrar. And the Lord is touching your heart this moment saying, son of mine, let me enter your heart. Và nếu Chúa đang đụng chạm đến tấm lòng vui vẻ, hãy mở lòng của chúng ta và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xin Ngài bước vào trong lòng của con. Y lo vamos a dejar entrar. And we will allow him to enter. A través de esta oración. Và hãy mời Chúa sẽ bước vào trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện. Repite conmigo, Señor Jesús. Say this with me, Jesus Christ. Hãy cùng nhau lặp lại câu nguyện này, Chúa Jesús. Tú eres la condición en la que me está tocando vivir en estos días. You see the condition that I am living in ngài these thấy, moments. Ngài thấy được hoàn cảnh mà con đang trải qua và đang sống ở tại nơi này. Tengo muchas preguntas sin respuestas, Señor. I have many questions and answers, Lord. Mặc dù con có nhiều cái câu hỏi cần có được nhận được sự trả lời. Por eso te invito a que entres a mi corazón y me aclares todas las cosas. That's why I invite you to my heart so you can answer all of my questions. Và con xin mời ngài hãy bước vào đời sống của con và xin ngài trả lời tất cả những câu hỏi đó. Reconozco que no tengo comunión contigo, nunca me habían hablado de esto. And I recognize that I don't have a relationship with you because no one has told me about this. Và Chúa ơi, con vẫn chưa có một mối tương giao với ngài ngày xưa bởi vì chưa có ai nói cho con biết về ngài. Pero quiero aprender a platicar contigo, Señor Jesús. And I want to learn to speak to you, Lord Jesus. Và ngày nay con muốn học để con có thể tương giao và nói chuyện cùng với ngài. Ven y toma control de mi corazón. Take control of my heart. Xin ngài hãy kiểm soát lòng của con. Toma control de mi mente. Take control of my mind. Okay, xin ngài kiểm soát tâm trí của con. Y toma control de mi cuerpo enfermo, Señor. And please help my body. Và xin ngài cũng giúp đỡ cho thân thể này. Yo he creído en el mensaje que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. And I believe in the message that you are the same in the past, today, and in the future. Và Chúa ơi, con tiếp nhận lời của ngài vẫn không bao giờ thay đổi, ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời vẫn như nguyên. Y vengo a ti reconociendo que soy pecador, pecadora. And I come to you recognizing that I am a sinner. Và con đến với ngài và nhận biết rằng con là một người tội nhân. Si tú me recibes, Señor, te entrego todo mi corazón. And if you receive me, Lord Jesus, I give you my entire heart. Và Chúa ơi, xin ngài hãy tiếp nhận đời sống của con và con và dâng cả tấm lòng của con và đời sống của con cho ngài. Reconozco el sacrificio que hiciste hace 2023 años en la cruz del Calvario. And I acknowledge the sacrifice that you did 2023 years ago on Calvary. Và con nhận biết được sự hy sinh của ngài đã dành cho con hơn 2000 năm trước ở tại thập tự giá. Sé que diste tu vida por mí y por tus llagas, yo me declaro sano en tu nombre. I recognize you, and by your stripes I am healed. Và con nhận biết ngài là Chúa của con và bởi những lần roi mà ngài đã chịu mà con nhận được sự chữa lành. Recíbeme, Señor. Receive me, O Lord. Xin ngài tiếp nhận đời sống của con. Y que empiece a sentir esa nueva vida que tú has prometido darle a los que creen en ti. And that I could start feeling the new life that you have promised. Và con bắt đầu cảm nhận được cái đời sống mới mà ngài đã hứa dành cho con. Que tu Espíritu Santo venga sobre mí, dentro de mí, me llene de esa presencia gloriosa. And may your Holy Spirit come over me and fill me with your presence. Và vì Thánh Linh của Chúa ngài sẽ đến cùng với con người trên đời sống con và đầy dẫy trong con. Y te pido por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. And I ask you please to write my name in the book of life. Và con kêu cầu ngài xin hãy viết tên của con vào ở trong sách sự sống của ngài. Si usted hizo esa oración con fe, creyendo en el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo, declárese salvo para la gloria de nuestro Dios. And if you had said that prayer in faith, declare salvation for your life. Ahora todos juntos. Ahora todos juntos le damos gracias al Señor para concluir este servicio. Now everybody together, let's give thanks to the Lord to conclude this. Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Chúa ngợi khen ngài.
Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Thank you, Jesus, for this opportunity that you've given us. Chúa Giêsu ơi, chúng con cảm ơn Chúa cho cơ hội mà Ngài đã ban cho chúng con. Porque sabemos que tu presencia está aquí en este lugar. Because we know that your presence is here in this place. Bởi vì chúng con biết rằng sự hiện diện của Ngài đang ở tại nơi đây. Y tu palabra se ha predicado. And your word has been preached. Và lời của Ngài đã được rao giảng. Y tu Espíritu Santo ya está trabajando. And your Holy Spirit is working. Và Thánh Linh của Chúa Ngài đang vận hành. Terminamos esta actividad, Señor. And we finish this activity. Và Chúa ơi, chúng con kết thúc trong cái hoạt động của mẹ hôm nay. Pero sabemos que tú empezaste a trabajar en los corazones que escucharon esta palabra. And we know that you have started working in the hearts of the lives of the people. Và chúng con nhận biết rằng Ngài đang vận hành và thực hiện công việc của Ngài trên mỗi đời sống của chúng con. Tomamos autoridad de parte tuya, Señor. We get authority from you, Jesus. Và chúng con nhận được thẩm quyền của Ngài, thẩm danh Chúa Giêsu Christ. Y que tu Espíritu Santo llene cada cuarto de este lugar. May your Holy Spirit fill every single room in this place. Que guarde las entradas y las salidas de este lugar. That you protect the entrance to every single place. Và vì xin Thánh Linh của Chúa Ngài đầy dẫy cho mỗi đời sống của con và Ngài đem sự bảo vệ cho mỗi một cái căn phòng tại đây. Que las personas que entren en este lugar reciban no solamente un buen trato físico, sino sientan que en este lugar está tu presencia, Señor. And when the people enter this place, not only do they receive good treatment, but they can feel your presence here in this place. Và sự bảo vệ của Chúa nên tất cả những cánh cửa để mỗi khi bất cứ ai bước vào ở tại nơi đây, họ không nhận được sự chữa lành mà thôi, nhưng mà họ không nhận được sự tiếp đãi mà thôi, nhận được sự chữa lành của Chúa và sự vui mừng của Chúa nữa. Y te pedimos que sucedan muchos, pero muchos milagros en este lugar. And we ask of you to perform many, many miracles in this place. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Ngài thực hiện nhiều phép lạ ở tại đây. Y que se levante un buen grupo de personas proclamando tu bendito nombre, agradeciéndote porque tú eres un Dios bueno. And that you can lift up people that proclaim your name and are thankful. Xin Ngài tiếp tục nâng đỡ tất cả những người đã tiếp nhận danh của Ngài. Te damos gracias, Señor. We give you thanks, Jesus. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Por la vida eterna y por la vida física que todavía tenemos. For the eternal life and the physical life you have given us. Chúng con cảm ơn Chúa cho sự sống đời đời và sự sống ở tại nơi thế giới này. Ayúdanos con nuestros dolores y enfermedades hasta el momento que nos quieras sanar, porque sabemos que nos vas a sanar, Señor. And help us through our pain and sickness until the day that you say that we are healed. Và Chúa ơi, xin Ngài giúp đỡ chúng con để con có thể trải qua những cơn đau, những cơn bệnh và cho chúng con nhận biết rằng chúng con đã nhận được sự chữa lành của Ngài. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. And everything we ask in the precious name of Jesus Christ. Và chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Y todos contestamos, amén. And everybody answers, amen. Amen. Dios les bendiga a todos. God bless everybody. Tengo que hacer el baño.